mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nghe một bài nhảy của Blackpink khá là hot, bài Do Do Do. Trong lúc chờ đợi Blackpink comeback, bài này thì mình sẽ chỉ đếm nhịp khá là chậm thôi và không giải thích gì ấy. Nên mọi người chú ý theo dõi và cùng tập luyện hoàn thành thật.